Song Chi xin chào khán giả của Tự Lực Bookstore. Chủ đề của chương trình Việt Nam và Thế giới trong thế kỷ 21 hôm nay là về cancel culture, một hiện tượng đặc biệt nổi lên trong văn hóa Mỹ cũng như thế giới phương Tây nói chung trong vài năm qua. Chương trình hôm nay sẽ có sự tham gia của bạn Hải Di Nguyễn, một bạn trẻ nhiều năm sống ở phương Tây và có sự quan sát, theo dõi về những gì đang diễn ra trên thế giới. Chào bạn Hải Di Nguyễn. Trước hết xin cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào cô Song Chi. Xin chào khán thính giả của Tự Lực Bookstore. Cancel culture là gì? Trước hết, chúng ta hãy thử tìm hiểu cancel culture là gì. Cancel culture là một khái niệm chưa có từ tương đương trong tiếng Việt. Có một số bài báo sử dụng những cụm từ khác nhau khi nói đến khái niệm này, như văn hóa xóa bỏ, văn hóa tẩy chay, văn hóa trù dập. Cancel culture là một hình thức tẩy chay trong thời hiện đại. Trong đó, một sản phẩm hàng hóa, một tác phẩm văn hóa, một thương hiệu, một cá nhân bị kêu gọi xóa bỏ, loại trừ, cho dù đó là trên phương tiện truyền thông hay trực tiếp. Tuy nhiên, ở đây không đơn thuần chỉ là tẩy chay, mà đối với một sản phẩm hàng hóa, một tác phẩm văn hóa hay một thương hiệu, cancel culture còn nhằm xóa bỏ, làm biến mất. Ví dụ như vụ 6 cuốn sách của Dr. Seuss. Có người đọc là Dr. Seuss, có người đọc là Dr. Joyce. Một tác giả truyện thiếu nhi người Mỹ nổi tiếng, đồng thời là một họa sĩ minh họa, nhà thơ, nhà làm phim hoạt hình, đã qua đời vào năm 1991, khi Dr. Seuss Enterprises, nơi bảo tồn di sản của tác giả, quyết định ngừng in 6 cuốn sách này vì cho là có những hình ảnh có tính chất định kiến phân biệt chủng tộc. Sau đó thì eBay tuyên bố rút tất cả các listing của 6 cuốn sách trên, tức là những cuốn này không chỉ bị ngừng xuất bản, mà những bản copy đang tồn tại trên thị trường cũng không thể mua bán qua eBay. Còn đối với một cá nhân nào đó, thường là một người có tiếng hoặc có địa vị trong xã hội, nếu bị coi là đã có những phát ngôn hoặc hành động là gây tranh cãi, hay có ý xúc phạm đến một cộng đồng nào đó, ví dụ như bị xem là phân biệt giới tính, kỳ thị người chuyển giới, xúc phạm cộng đồng Hồi giáo, vân vân, và bị một nhóm hay một đám đông tiến hành cancel, tức là chỉ trích mạnh mẽ, làm ầm lên trên mạng, hoặc biểu tình gây sức ép trong thực tế, để người đó mất việc, mất sự nghiệp, mất danh tiếng, vân vân. Hậu quả thường là khó có thể khôi phục được. Ở đây, chúng ta dùng chữ văn hóa trù dập thì có vẻ chính xác hơn. Vì sao mà những năm gần đây, hành động xóa bỏ, tẩy chay, trù dập lại trở thành một loại văn hóa? Văn hóa xóa bỏ, văn hóa trù dập, tức cancel culture ở trong các xã hội phương Tây như vậy. Là do những nguyên nhân nào? Bạn Hải Di Nguyễn có thể giải thích cho khán giả của Tự Lực Bookstore hiểu được không? Tức là theo một bài viết của The Insider về cancel culture, thì khái niệm cancel culture nó trở thành phổ biến và được nhiều người dùng từ khoảng 2017. Nhưng mà thật ra cái chữ cancel thì nó đã có được dùng được khoảng chục năm nay. Thì khoảng từ đầu những năm 2010, 2010 mấy, thì trên Tumblr, đặc biệt những trang thí dụ như Your Faith is Problematic, thì các cái cộng đồng, các fan mới bàn luận là tại sao các cái thần tượng của họ là có vấn đề. Thí dụ như là racist, sexist, đùa xúc phạm ai đó, đùa không tế nhị, phân biệt người chuyển giới, vân vân. Thì dần dần từ những cái chuyện là gọi người này sexist, người kia racist, thì từ từ nó dẫn tới cái chuyện là cancel, tức là tẩy chay để gây áp lực trên mạng xã hội, khiến ai đó bị mất sự nghiệp và không còn chỗ đứng trong xã hội. Thì song song với cancel culture là cái political correctness, thì thường được dịch là đúng đắn về chính trị hoặc là chủ nghĩa phải đạo, tức là không nói hay có những cái hành động mà bị gọi là phân biệt hay xúc phạm với những nhóm người đã bị thiệt thòi hoặc là bị phân biệt đối xử trong xã hội, trong hiện tại hoặc trong quá khứ. Thí dụ như người da đen, người đồng tính, người chuyển giới, người tàn tật, vân vân. Thì cancel culture thì thường xảy ra trên mạng xã hội như là Twitter hoặc Facebook, đặc biệt là Twitter. Nhưng mà ngoài những chuyện ném đá thì có thể là gửi tố cáo tới nơi làm việc, hoặc là yêu cầu đuổi việc, hoặc là biểu tình gây sức ép, hoặc là thí dụ như vừa rồi có cái trường hợp cuốn sách mới của Jordan Peterson ra, thì nhiều người ở cái chỗ nhà xuất bản mới kiểu như biểu tình xong phải khóc lóc để gây áp lực để người ta không xuất bản cái cuốn đó nữa.
Tất nhiên là không thành công. Cancel culture trong đời sống xã hội, phong trào Me Too. Thì theo bài cũng theo bài viết của The Insider thì cancel culture là nổ ra khoảng đặc biệt nổ ra năm 2017 và gắn với phong trào Me Too từ Twitter. Thì phong trào Me Too thì mọi người biết rồi, thì một loạt các ngôi sao Hollywood hoặc là chính trị gia bị buộc tội là cưỡng hiếp hay là cưỡng ép tình dục hay là lạm dụng tình dục như phụ nữ, hoặc là một số trường hợp là với nam. Thì trên báo Trẻ thì tôi đã viết ba bài về phong trào Me Too, tức là hai bài về mặt trái của Me Too, tức là trường hợp Johnny Depp và là trường hợp Evan Stevens Hall, với lại một bài là nhìn lại Me Too. Thì đây là một phong trào rất là quan trọng, nó có nhiều ảnh hưởng lớn, thì nó theo nghĩa nào đó là nó mang lại công lý. Vì chẳng hạn như trường hợp ông trùm Hollywood Harvey Weinstein, thì tức là suốt bao nhiêu năm ông cưỡng ép tình dục các một loạt các diễn viên nữ và cả Hollywood biết nhưng mà không nói gì và mọi người đều im lặng. Nhưng mà cuối cùng khi một người lên tiếng, xong rồi sau đó người thứ hai lên tiếng, người thứ ba lên tiếng, rồi nhiều người lên tiếng, và sau đó là Harvey Weinstein đã bị bắt và bị kết án tù 23 năm. Hoặc là trường hợp ngôi sao Kevin Spacey cũng lạm dụng tình dục, thì sau đó cũng hoàn toàn bị mất sự nghiệp vì Me Too. Thì những chuyện như thế này thì không bao giờ diễn ra ở Việt Nam. Nó chỉ mới nhóm lên ở Việt Nam tới một vài trường hợp thì nó đã tắt ngúm. Thì Me Too ngoài ra cũng cho thấy là chuyện lạm dụng tình dục là phổ biến như thế nào. Nhưng mà nó cũng có mặt trái. Thì thí dụ như nhiều người trên Twitter là thường phản ứng mạnh và muốn cancel bất kỳ ai bị buộc tội, dù không biết là có đúng hay không, dù chưa có bằng chứng rõ. Chỉ cần bị buộc tội là đã muốn cancel nó rồi. Thì có một số người là bị ném đá và sau đó bị mất việc ngay sau khi bị buộc tội. Còn khi nhà văn Canada Margaret Atwood lên tiếng là vì trên nguyên tắc thì người chưa bị chứng minh là có tội vẫn là vô tội, thì sau đó cũng bị mọi người ném đá và bảo không phải là feminist. Rồi ngoài ra có một số trường hợp thì có thể thấy là không phải là cưỡng ép tình dục mà kiểu như chỉ là một cái buổi hò hẹn không vui thôi, nhưng mà tên họ vẫn tiếp tục bị kể cùng những tên tuổi khác trong phong trào Me Too, thì như thế là không có ổn. Rồi ngoài cái chuyện Me Too thì cũng có những trường hợp khác cancel culture liên quan tới vấn đề phụ nữ. Chẳng hạn như ông Tim Hunt, một người có cống hiến rất quan trọng cho sinh lý học và đã đoạt giải Nobel, thì sau đó ổng bị ép từ chức từ trường đại học sau khi có một vài câu đùa vớ vẩn về phụ nữ. Cancel culture trong đời sống xã hội liên quan đến vấn đề tôn giáo. Trong các xã hội đa chủng tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa, đa ngôn ngữ, thì vấn đề sắc tộc và tôn giáo là hay gây ra những va chạm xung đột nhất giữa các cộng đồng với nhau. Do đó, con người đã được giáo dục từ nhỏ để tránh làm tổn thương các cộng đồng khác. Cancel culture trong một số trường hợp giúp người ta nhận ra những sai sót trong lời nói, hành vi, việc làm của mình. Nhưng trong những trường hợp khác lại là đi quá xa. Và người bị cancel thật ra không đáng phải bị như vậy. Có nhiều ví dụ về cancel culture có liên quan đến tôn giáo. Chẳng hạn ở Anh, bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ 20, cho tới khoảng năm 2010 mấy, có hàng loạt đường dây lạm dụng và cưỡng hiếp phụ nữ và trẻ con ở nhiều tỉnh, thành phố, ở Bristol, ở Derby, Halifax, Huddersfield, Newcastle, Rochdale, Rotherham, Telford. Đa phần thủ phạm là theo Hồi giáo, trong đó có một số lượng lớn gốc Pakistan, và đa phần nạn nhân là phụ nữ và trẻ vị thành niên nữ, người Anh da trắng. Thế nhưng đây là một trong những chủ đề rất ít người dám nhắc tới. Bản thân cảnh sát trong quá trình điều tra cũng e ngại vì sợ đụng tới dân Nam Á. Tới khi mọi thứ phanh phui thì báo chí cũng không dám nói vì sợ mang tiếng phân biệt chủng tộc hoặc kỳ thị Hồi giáo. Trong vụ này, Sarah Champion, một thành viên quốc hội của công đảng, khi viết một bài báo vào khoảng tháng 8 năm 2017 cho The Sun với tựa đề Britain has a problem with British Pakistani men raping and exploiting white girls. Có nghĩa là nước Anh đang có vấn nạn dân Anh gốc Pakistan cưỡng hiếp và lạm dụng con gái da trắng, đã bị gọi là racist, bị chỉ trích dữ dội và sau đó bị ép từ chức. Như vậy, tức là bị cancel. Đây là một chủ đề rất nhạy cảm và cái tựa thì cũng dễ gây hiểu lầm. Trên thực tế, không phải người gốc Pakistan hay Hồi giáo nào cũng lạm dụng tình dục phụ nữ và trẻ con.
Và không phải kẻ lạm dụng tình dục nào cũng có gốc Pakistan hoặc Nam Á hoặc theo đạo Hồi. Khi nói chung chung như vậy thì tất cả đều bị mang tiếng xấu như nhau. Nhưng mặt khác, đã có vô số nạn nhân, đã có hàng loạt đường dây bị phanh phui khắp nước Anh. Người ta có thể đặt vấn đề là có sai không nếu đặt câu hỏi rõ ràng và minh bạch, tìm hiểu, để từ đó truy tìm tận gốc, nguyên nhân và tìm cách giải quyết. Một ví dụ khác, năm 2017, nhà sinh vật học và nhà văn gây tranh cãi Richard Dawkins dự kiến sẽ phát biểu tại một sự kiện do đài phát thanh KBFA tổ chức ở Berkeley, California vào tháng 8 năm đó. Nhưng đài đã hủy bỏ với lý do theo họ là Richard Dawkins có những lời nói lăng mạ chống lại đạo Hồi. Mặc dù đài phát thanh không liên kết với Đại học California, Berkeley, nhưng phương tiện truyền thông địa phương cho biết nhà đài đã được cảnh báo về các thuyết của ông Dawkins về tôn giáo trước đó, bao gồm một thuyết năm 2013 nói rằng Hồi giáo là một thế lực ma quỷ lớn nhất trong thế giới ngày nay. Islam is the greatest force for evil in the world today. Nhưng trong một bức thư ngỏ gửi cho ban tổ chức, ông Dawkins khẳng định ông không bao giờ sử dụng lời nói lăng mạ chống lại đạo Hồi. Và thay vào đó, các bình luận gay gắt của ông là nhằm vào Islamism, tức là chủ nghĩa Hồi giáo, nhưng theo khía cạnh cực đoan. Ví dụ như sự kỳ thị đồng tính dữ dội của đạo Hồi, hay việc sát hại những người bỏ đạo không vì tội gì khác ngoài sự không tin tưởng của họ. Ông cũng đặt câu hỏi, tôi được biết đến như một nhà phê bình thường xuyên đối với Cơ Đốc giáo và chưa bao giờ bị hạ bệ vì điều đó. Tại sao chỉ trích Cơ Đốc giáo mà không phải là Hồi giáo thì được? Ông Richard Dawkins được biết đến như một nhà phê bình thẳng thắn đối với niềm tin tôn giáo. Vào năm 2006, ông đã viết cuốn sách The God Delusion, có nghĩa là ảo tưởng về Thượng Đế, đưa ra những lời chỉ trích về việc dùng niềm tin để giải thích về vũ trụ và cho rằng thuyết tiến hóa mới đúng. Cancel culture trong đời sống xã hội liên quan đến vấn đề sắc tộc, chủng tộc. Chúng ta đã nói đến cancel culture liên quan đến vấn đề tôn giáo. Bạn Hải Duy Nguyễn có thể cho một vài ví dụ về cancel culture liên quan đến vấn đề sắc tộc, chủng tộc không? Vấn đề sắc tộc hay vấn đề chủng tộc là một trong những vấn đề nóng của các nước phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ, từ bao nhiêu lâu nay rồi. Thì người ta đôi khi có thể bị mất việc vì dùng chữ miệt thị, hoặc là đôi khi có một cái video nào đó cho thấy là người ta nói mấy câu racist. Thì cái chuyện đó là hoàn toàn có thể hiểu được. Chứ không phải như thí dụ như người Việt, có nhiều người cứ dùng đủ thứ từ miệt thị để gọi nhóm người da đen hoặc là người Pakistan hoặc là người gì đó. Thì các phương Tây người ta không có ủng hộ những chuyện như vậy nữa. Thì nó không phải là bình thường nữa. Tuy nhiên có một số trường hợp á, là nó lại đi quá xa, cho nên mình gọi đó là ví dụ của cancel culture. Thì thí dụ như từ miệt thị đây, thì một trường hợp là Jonah McNeil Jr., tức là một phóng viên của New York Times, thì trong một chuyến đi Peru với một nhóm đám học sinh, thì có một học sinh mới bảo với ông là một học sinh khác dùng một cái chữ miệt thị. Thì ông kia mới hỏi lại là dùng chữ đó trong tình huống nào, tức là đang hát nhạc rap hay là kể tên một cuốn sách hay là dùng cái chữ đó để miệt thị một người da đen. Thì sau đó ông bị chỉ trích vì ông dùng chữ đó thẳng ra chứ không có tự kiểm duyệt đây. Xong sau đó bị mất việc. Thì như vậy nó không có ổn, tại vì ông chỉ nhắc lại chứ ông không có dùng cái chữ đó để miệt thị ai cả. Thì như vậy là một ví dụ của cancel culture. Hoặc là ở các nước phương Tây, người ta đôi khi cũng bị mất việc khi so sánh người da đen với lại khỉ hoặc tinh tinh. Thì nếu người ta có ý là racist thì cái chuyện đó cái hoàn toàn hiểu được. Nhưng đôi khi có những trường hợp khác, ví dụ như trường hợp của phát thanh viên Alastair Stewart bị mất việc sau một cái sự nghiệp 40 năm vì trích đoạn Shakespeare có từ cụm từ angry ape với một người da đen. Thì đây là một cụm từ cái vở A Measure for Measure, thì hoàn toàn không có ý về chủng tộc. Thì đại khái đoạn nó như thế này. But man, proud man, dressed in a little brief authority, most ignorant of what he's most assured, his glassy essence, like an angry ape, plays such fantastic tricks before high heaven as makes the angels weep.
who with our spleens would all themselves laugh mortal. Thì đoạn này là cái ý của nó có nghĩa là con người là kiêu ngạo, đôi khi khi chỉ có một chút quyền hạn thì quên mất là mình thật ra là yếu đuối và mỏng manh, cho nên hành động như một con vượn giận dữ là angry ape. Thì có thể có nhiều cách phân tích, nhưng mà hoàn toàn không có ý về chủng tộc. Và báo chí cũng đăng là Alistair Stewart là vài tháng trước là từng dùng cùng đoạn văn này với một người khác và là người da trắng, nhưng mà vì trong trường hợp này lỡ dùng với một người da đen cho nên sau đó bị áp lực và bị mất việc. Và ngoài ra có những trường hợp khác, như là nhà báo Martin Shipton bị yêu cầu từ chức làm giám khảo trong cuộc thi sách vì hỏi là tại sao có biểu tình Black Lives Matter khi đang có lockdown. Hoặc là có một phụ nữ khác ở Kentucky cũng bị đuổi việc sau 20 năm làm việc vì dám chỉ trích phong trào Black Lives Matter. Thì nó không phải, cái cancel culture nó tới mức mà người ta không chỉ là bị đuổi việc chỉ vì thực sự racist, hoặc là dùng từ ngữ miệt thị, hoặc là so sánh người da đen với khỉ, hoặc là những cái như vậy nữa, mà có một số trường hợp người ta chỉ nhắc tới cái chữ miệt thị thôi chứ không phải là dùng, hoặc là người ta chỉ vì dùng cái chữ như angry ape nhưng mà cuối cùng cũng xem là không được, xem sao nó bị mất vậy. Thì nó là cho thấy là cái cancel culture nó đi quá xa. Cancel culture trong đời sống xã hội có liên quan đến giới tính, xu hướng tình dục. Trong trường hợp mà về chuyện giới tính thì vấn đề gọi là nổi nhất hiện nay là vấn đề về người chuyển giới, cái mâu thuẫn giữa người chuyển giới với những cộng đồng khác. Thì ví dụ rõ nhất về cancel culture có lẽ là trường hợp nhà văn J.K. Rowling, tác giả của Harry Potter và một số cuốn khác. Thì bài viết của Telegraph về cancel culture nói chung còn có hình minh họa là hình của bà Rowling. Thì bà J.K. Rowling bị gọi là transphobic, tức là kỳ thị người chuyển giới. Nhưng mà thật ra nếu ai có bỏ thời gian theo dõi toàn bộ các vụ tranh luận và tất cả những cái mà bà Rowling viết thì sẽ thấy là vấn đề thật ra nó không đơn giản như vậy. Tức là bà J.K. Rowling là khơi ra cái cuộc tranh luận về chuyện mâu thuẫn giữa quyền của người chuyển giới, hay đặc biệt là người chuyển giới nữ, tức là trans women, với lại quyền phụ nữ. Xong rồi đặt ra câu hỏi là khi nào thì có thể bắt đầu chuyển giới, hoặc là dùng thuốc chặn dậy thì như tôi đã nói trong một số bài. Hoặc là bà Rowling nói về những trường hợp là chuyển giới xong rồi sau đó đổi ý, và nói về cái nguy hiểm khi luật pháp cho phép người ta có thể tự xác định giới tính của mình, và một người nam giới chưa qua phẫu thuật có thể tự nhận mình là nữ và đi vào những cái không gian dành cho nữ, thí dụ như nơi trú ẩn cho nạn nhân bị bạo hành, hoặc là toilet, hoặc là những cái kiểu như vậy. Thì tất cả những điều này là cái đáng tranh luận vì nó ảnh hưởng rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ con. Tuy nhiên, một loạt các báo chí chỉ tấn công, xong rồi cứ gọi bà J.K. Rowling là transphobic. Và một loạt sao của Harry Potter như là Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint cũng lớn tiếng phản đối và kiểu như cách xa Rowling. Eddie Redmayne, diễn viên chính của Fantastic Beasts, cũng chuyển từ sách của Rowling, cũng lên tiếng. Thì cái câu hỏi đặt ra là có nhất thiết phải lên tiếng không? Cái chuyện đâu có ai phỏng vấn họ, đâu có cái lý do gì để họ phải lên tiếng nào. Nếu cái quan điểm của bà Rowling như vậy về vấn đề chuyển giới thì nó không có ảnh hưởng gì tới những nhân viên này. Nhưng mà họ vẫn lên tiếng và họ vẫn cách nói để kiểu như cách xa Rowling ra. Thì người duy nhất trong cái dàn sao Harry Potter là không đồng ý nhưng vẫn bênh vực Rowling ở góc độ con người và kêu gọi mọi người là ngừng tấn công và chửi bới bà Rowling là Evanna Lynch. Trong Harry Potter đóng vai Luna Lovegood thì hậu quả là Evanna Lynch bị cộng đồng đóng tranh cho quyền của người chuyển giới ném đá xối xả cho tới khi phải xóa tài khoản Twitter. Hoặc là cách đây cũng vài tháng, trang web Pink News, một trang web chuyên về vấn đề LGBT, cũng đưa ra các cáo buộc là cuốn sách mới nhất của Rowling, cuốn Trouble Blood, là phân biệt người chuyển giới vì có một nhân vật giết người là người chuyển giới. Thì theo bài viết của Nick Cohen thì đây là hoàn toàn là bịa đặt, vì cái nhân vật này chỉ đổi tóc giả và mặc áo khoác nữ để tiếp cận phụ nữ chứ không phải là người chuyển giới, và đây là chi tiết rất phụ, cái chi tiết hoàn toàn không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng hơn mà Nick Cohen đưa ra là Pink News một loạt người tấn công và đòi cancel cái cuốn Trouble Blood thật ra là chưa đọc qua cuốn sách. Thì làm sao mà ông biết là những người này chưa đọc? Thì lý do là do cuốn sách thật ra chưa xuất bản. Bản thân ông Nick Cohen được đọc vì có một cái bản copy trước để viết review. Thì một số người thì thường hay nói là J.K. Rowling không thực sự bị cancel tại vì sự nghiệp không bị ảnh hưởng, tiền không bị ảnh hưởng, sách vẫn bán, phim vẫn cứ ra. Nhưng mà thật ra
Và Rowling bị ném đá khắp nơi, xong rồi bị báo chí gọi là transphobic khắp nơi, làm như thể là cái điều đó hoàn toàn chính xác rồi, là người là thật sự là chống chuyển giới. Xong rồi khắp nơi báo chí xem như là kẻ thù của công chúng, còn trên mạng thì còn có dọa đánh, dọa giết đầy trên Twitter. Và thêm một điều nữa là bản thân Rowling là có thể không bị ảnh hưởng này vì quá vững chãi về tài chính, nhưng mà cái đó không không phải ai cũng như vậy. Có một số người khác đã bị mất việc vì dám lên tiếng đứng về phía Rowling, hoặc là bị mất việc vì hỏi những câu tương tự về vấn đề, về cái cuộc tranh luận về chuyển giới. Cancel culture trong lĩnh vực chính trị. Có rất nhiều ví dụ về những người nổi tiếng, người của công chúng hoặc có những vị trí trong xã hội bị cancel vì quan điểm chính trị thông qua những hành vi phát ngôn của mình. Ví dụ trường hợp của Mark Lamont-Hill, người Mỹ, giáo sư nghiên cứu về truyền thông và giáo dục đô thị tại Đại học Temple ở Philadelphia, Pennsylvania. Ông cũng là người dẫn một số chương trình truyền hình. Hill đã bị sa thải khỏi vị trí bình luận viên cho CNN khi sau một cuộc họp tại Liên Hợp Quốc đánh dấu Ngày Quốc tế Đoàn kết với Nhân dân Palestine vào ngày 28 tháng 11 năm 2018, ông có những phát biểu bị coi là ủng hộ Palestine, thậm chí là bài Do Thái. Nhưng Hill bác bỏ, cho rằng mình chỉ trích chính sách và thực tiễn của Israel nhưng không ủng hộ chủ nghĩa bài Do Thái. Paul Emery, người đã trải qua 20 năm trên cương vị là quan chức công đoàn của Liên minh các đội cứu hỏa, The Fire Brigade Union, viết tắt là FBU, bị sa thải vì phát biểu tại một cuộc biểu tình ủng hộ Brexit ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội vào tháng 3 năm 2019. Paul Emery bị buộc tội phá hoại Liên minh đội cứu hỏa, bị đuổi khỏi vị trí giám đốc điều hành quốc gia của công đoàn và bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm. Có vô số ví dụ về chuyện bị cancel vì quan điểm chính trị như vậy. Nhân tiện, nhắc lại chuyện chính trường Mỹ, chuyện bầu cử Mỹ trong giai đoạn vừa qua, không chỉ người Mỹ mà ngay cả người Mỹ gốc Việt và người Việt trong nước cũng rất tích cực cancel nhau vì khác quan điểm chính trị. Theo đảng nào, ủng hộ một ứng cử viên tổng thống hay một tổng thống nào đó là chuyện bình thường. Nhưng với nhiều người, mọi chuyện đã bị đẩy đi xa hơn. Từ chuyện không chơi, unfollow, unfriend hoặc block những người có suy nghĩ khác trên mạng. Cực đoan hơn, dùng những từ ngữ, bài viết nặng nề có tính cách thóa mạ, vu khống, chụp mũ nhau, cho tới biểu tình đòi cộng đồng tẩy chay một ai đó chỉ vì có quan điểm chính trị khác với mình. Ví dụ vào khoảng tháng 7 năm 2020, vì kêu gọi ủng hộ Black Lives Matter, hai người Mỹ gốc Việt là dân biểu tiểu bang Massachusetts Trâm Nguyễn bị lăng nhục và bị gọi là cộng sản, trong khi thương gia Lê Hoàng Nguyên tại Houston, Texas bị một số người khủng bố tinh thần bằng cách hô hào phải treo cổ. Cả hai đều bị nhiều người Việt gốc Mỹ tấn công trên mạng xã hội. Ông Lê Hoàng Nguyên còn bị kêu gọi tẩy chay cơ sở thương mại của mình. Tuy nhiên, phải thành thật mà nói, vì ảnh hưởng của cộng đồng người Việt trong xã hội Mỹ không đáng kể, nên mức độ thiệt hại mà người bị cancel không lớn, cùng lắm chỉ là trong cộng đồng với nhau mà thôi. Cancel culture trong lĩnh vực văn hóa lịch sử. Phong trào đòi xét lại quá khứ, đòi phá dỡ tượng đài các nhân vật lịch sử. Còn nhớ khi phong trào Black Lives Matter lên cao ở Mỹ, sau đó lan qua một số nước khác, một trong những yêu sách của phong trào Black Lives Matter là đánh giá lại quá khứ với nạn buôn nô lệ, phân biệt chủng tộc, thời kỳ thực dân đế quốc. Trong đó có việc đòi phá dỡ tượng đài các nhân vật lịch sử thuộc thời kỳ này. Phong trào đòi xóa bỏ tượng ở Mỹ và Anh là mạnh mẽ nhất vì lịch sử của các nước này. Ở Mỹ, ban đầu các nhà hoạt động nhắm mục tiêu vào một số tượng đài tưởng niệm các lãnh đạo và quân đội thuộc phe Liên minh miền Nam từng chiến đấu nhằm duy trì chế độ nô lệ vào những năm 1860. Đến tháng 10 năm 2020, hơn 100 biểu tượng của Liên minh miền Nam đã được xóa bỏ, di dời hoặc đổi tên. Khi phạm vi của các cuộc biểu tình được mở rộng để bao gồm các hình thức phân biệt chủng tộc có hệ thống khác,
nhiều bức tượng của nhà thám hiểm Christopher Columbus ở Hoa Kỳ đã bị dỡ bỏ vì ông bị cho rằng đã tham gia vào các vụ ngược đãi chống lại người Mỹ bản địa. Và việc ông đến châu Mỹ là khởi đầu của cuộc diệt chủng người Mỹ bản địa. Tượng đài của nhiều nhân vật địa phương khác có liên quan đến phân biệt chủng tộc. Một số bức tượng của các chủ nô Mỹ cũng bị dỡ bỏ. Tại Vương quốc Anh, các nỗ lực di dời và phá hoại tập trung vào các tượng đài tưởng niệm các nhân vật liên quan đến buôn bán nô lệ, xuyên đại Tây Dương, chủ nghĩa thực dân Anh và thuyết Usson. Khi phong trào lên cao, những người ủng hộ phong trào này còn đi xa hơn, đòi giật sập, kéo đổ mọi bức tượng, tượng đài có liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc, kể cả tượng của ba cố tổng thống Mỹ như George Washington, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln ở Mỹ, hay tượng của cố thủ tướng Anh Winston Churchill, tượng của Mahatma Gandhi ở Anh, hoặc đòi xét lại các nhân vật lịch sử, chính trị gia, các nhân vật văn hóa lớn của thời kỳ này. Nhưng rồi phong trào này may mắn thay cũng qua đi, bởi vì một điều đơn giản là chúng ta nên học bài học từ lịch sử, chứ không nên và cũng không thể biên tập hay tẩy xóa lịch sử. Có một điều cũng nên nói rõ là hiện tượng có những cá nhân nào đó bị cancel vì lý do này, lý do khác ở các nước dân chủ phương Tây vẫn rất khác với hiện tượng một ai đó mà thường là giới trí thức, văn nghệ sĩ, người có địa vị trong xã hội bị xóa bỏ, loại trừ, trù dập trong một chế độ độc tài, ví dụ như Việt Nam. Trong suốt hơn 7 thập kỷ dưới chế độ độc tài toàn trị của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến vô số chuyện như thế. Từ vụ án nhân văn giai phẩm thập niên 50 ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, trong đó toàn bộ các văn nghệ sĩ trí thức nào tham gia vào vụ việc đều bị hoặc là ở tù, hoặc bị vô hiệu hóa, còn toàn bộ tác phẩm của họ thì bị cấm xuất bản. Họ hoàn toàn bị câm lặng trong hàng chục năm trời. Nhưng cho đến tận bây giờ thì chính sách của nhà nước Việt Nam vẫn không hề khác. Bất cứ văn nghệ sĩ trí thức hay bất cứ ai đòi tự do dân chủ hay bị xếp vào loại phản động thì sẽ bị cancel. Với văn nghệ sĩ thì tác phẩm không được in ấn, xuất bản, phát hành ở trong nước. Báo chí truyền thông hoàn toàn không nhắc đến tên người đó. Người đó không được xuất hiện lên tiếng trước công chúng. Nếu là trí thức có nghề nghiệp, vị trí trong xã hội thì bị làm cho mất việc, mất danh tiếng và có thể bị tù nhiều năm, vân vân. Như vậy, cái khác ở đây là đó là chủ trương chính sách nhất quán từ trên xuống dưới của nhà cầm quyền Việt Nam. Bất cứ ai nếu đòi hỏi tự do dân chủ hay chỉ trích nhà nước thì đều bị trừng phạt. Và vì ở Việt Nam toàn bộ báo chí truyền thông, luật pháp, tòa án đều trong tay nhà nước, nên nếu bị cancel là coi như không có đường lên tiếng. Trước năm 1975 khi còn dưới chế độ bao cấp, sống bằng tem phiếu thì còn khó hơn. Nếu bị xếp vào loại có vấn đề về tư tưởng chính trị hay phản động và bị cúp tem phiếu là coi như đói dài dài. Trong khi đó, ở các nước dân chủ phương Tây, hiện tượng cancel culture là do một nhóm người muốn cancel ai đó, cứ những quan điểm bị coi là xúc phạm một cộng đồng nào đó. Có thể xảy ra trên mạng hay bên ngoài đời như chúng ta đã đề cập. Nhiều khi cũng có sự phụ họa của một số tờ báo có cùng quan điểm, nhưng đó không phải là từ chủ trương chính sách của nhà nước. Và trong một xã hội phương Tây thì luôn luôn có những quan điểm, ý kiến khác nhau về cùng một sự việc, một vấn đề. Nên khi bạn bị một nhóm theo quan điểm này tấn công, thì thường sẽ có nhóm khác theo quan điểm giống bạn ủng hộ. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể mất luôn danh tiếng, sự nghiệp. Ví dụ như một diễn viên bị cáo buộc đã quấy rối tình dục hay cưỡng bức các phụ nữ. Nhưng trong những trường hợp khác, mất việc ở nơi này, bạn vẫn có thể làm việc ở nơi khác. Tác phẩm không xuất bản được nơi này, thì bạn xuất bản nơi khác. Có nghĩa là môi trường tự do dân chủ vẫn hoàn toàn khác với một môi trường độc tài. Bạn Hạ Duy Nguyễn có muốn bổ sung thêm điều gì về cancel culture nữa không? Thêm một ý nữa, cái ý vừa rồi là ở môi trường tự do dân chủ là vẫn hoàn toàn khác. Ví dụ như trường hợp lúc đầu tôi có nói về cuốn sách mới của Jordan Peterson,
thì những nhiều nhân viên của nhà xuất bản là biểu tình và kiểu như tìm muốn cancel, muốn tạo áp lực để cuốn sách không được xuất bản. Nhưng cuối cùng thì nhà xuất bản cũng không quan tâm, tại vì cái cuốn phần 1 của Jordan Peterson là cuốn bestseller. Cho nên trong cái nước dân chủ, tất nhiên mặc dù cái vấn đề cancel culture hiện nay là rất là nặng, nhưng mà nó cũng không thể so sánh được với cái chuyện kiểm duyệt hay là cái chuyện cái cách cư xử ở các nước độc tài. Rồi thêm một cái đáng chú ý nữa là cái khái niệm cancel culture rất thường hay bị lợi dụng. Thì thứ nhất là không tẩy chay không phải là cancel culture. Thí dụ như nếu nếu bạn không ủng hộ một cái công ty nào đó hoặc là một cái sản phẩm nào đó thì bạn hoàn toàn có quyền là không ủng hộ nó. Hoặc là không phải trường hợp nào bị đuổi việc cũng là cancel culture. Thế một công ty vẫn hoàn toàn có cái quyền là đuổi việc một nhân viên nếu cảm thấy là nhân viên nào đó đi quá xa hoặc làm gì đó sai hoặc là xúc phạm một cái nhóm nào đấy. Thì khi người ta nói cancel culture thì ý của người ta là cái công ty đuổi việc người nào đó do áp lực của mạng xã hội. Và trước khi điều tra rõ đúng sai và trong những cái trường hợp đó là hoàn toàn không cần thiết. Còn cái thứ hai là báo chí thường hay làm quá lên hoặc là thường hay làm cái gì đó kiểu như cho nó hot lên đó. Thì cứ hay giật tít về cancel culture, nhưng mà có nhiều trường hợp là sau khi xem thêm một số chi tiết thì thấy nó không có hoàn toàn đúng như vậy. Ví dụ như có một giáo sư Mỹ bị đi tạm nghỉ vì bảo một sinh viên người Việt tên là Phúc Bùi đổi tên thành tiếng Anh vì cái chữ Phúc Bùi nghe giống như Phúc Bội. Thì nhiều người trên Twitter mới phản ứng và gọi là cancel culture. Nhưng mà thật ra tới khi đọc cả bài thì mới thấy là có một số chi tiết khác thì cái sinh viên này có thể có phản ứng rất mạnh, quá mạnh khi ông giáo sư nói lần đầu tiên, nhưng mà sao ông giáo sư lại tiếp tục. Xong rồi sau ở trong cái buổi lớp online thì tự nhiên lại tự tiện gọi sinh viên kia bằng tên khác, thì như vậy nó không Tế được lịch sự, không không tế nhị, không giống như không tôn trọng sinh viên vậy. Cũng giống như là trong khi tôi đi học trường đại học ở Anh cũng vậy, thì có đôi khi tên đã nhắc nhiều lần rồi, đọc là gì nhưng mà vẫn cứ đọc là đi hoặc là die này kia, thì thấy nó không giống như không không tôn trọng á. Thì thậm chí có một người trong lớp với tôi, khi tôi nói tên là đọc là gì thì chứ không phải là đi, thì vị còn bảo là ở tên có nhiều cách đọc khác nhau, thì tôi nói không, này tên người Việt không, chỉ có một cách đọc thôi. nhưng mà dù sao di hay đai thì cái nghĩa của nó cũng không đến không không như là Phúc Bùi trở thành Phật Boy, thì nó đúng là bạn ấy phản ứng là phải. Thì nói chung á, nhưng mà nói chung á là cái trong cái trường hợp đó cũng là thấy là nó không có đơn giản như người ta nghĩ, nó không đơn giản giống như cái người ta nói trên Twitter. Thì khi có một số chi tiết như vậy thì cái trường đại học vẫn có quyền, nếu nếu mà họ cảm thấy là người giáo sư kia không được tế nhị hoặc là làm cái đó là nó không có được hay cho lắm, thì cái trường đại học theo nghĩa nào đó có thể là vẫn có quyền thôi. Thì như thế có phải là cancel culture không? Cho nên đây là một trong những cái mà người ta tranh luận về cái khái niệm cancel culture bao lâu nay, thì có các công ty vẫn có quyền đuổi việc, vẫn có quyền cho người nào đó nghỉ tạm thời nếu họ cảm thấy là nhân viên nào đó đi quá xa hoặc là có những cái hành động nào đó không phù hợp. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là đâu là lằn ranh, khi nào là như vậy là đúng và khi nào là đi quá xa hoặc là khi nào là quá nhạy cảm. Cho nên đấy là một trong những cái mà người ta nói về cái cancel culture, và cái đó là cái nên nên cẩn thận, tại vì không phải mọi trường hợp đều như nhau, không phải mọi trường hợp đuổi việc đều là cancel culture. Cảm ơn bạn Hải Duy Nguyễn về cuộc thảo luận rất là thú vị ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô Song Chi và cảm ơn khán thính giả của Tự Là Bookstore. Hy vọng là khán thính giả của Tự Là Bookstore sẽ tiếp tục khi khi cô Song Chi và tôi nói thêm về cancel culture trong tương lai. Tóm lại, có thể nhìn thấy hiện tượng cancel culture, tức văn hóa tẩy chay, xóa bỏ hay trù dập trong mọi lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Và số người bị cancel rất nhiều. Chỉ cần gõ cụm từ cancel culture victims trên Google là sẽ cho ra vô số kết quả. Hôm nay chúng tôi chỉ mới đưa ra những ví dụ trong các lĩnh vực đời sống, chính trị, lịch sử. Lần tới sẽ xin nói tiếp về cancel culture trong văn chương nghệ thuật và giáo dục. Những khía cạnh khác nhau của cancel culture. Vì sao cancel culture đang ngày càng tiêu cực hơn? Nó đã có những mâu thuẫn với quyền tự do ngôn luận, với các giá trị dân chủ
cũng như có thể làm hạn chế, làm nghèo đi nền giáo dục của các thế hệ mai sau như thế nào. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong chương trình thứ bảy tuần sau. Tự Lực Bookstore hân hạnh loan báo với quý độc giả nhân dịp kỷ niệm 35 năm hiện diện trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại và cũng để chào mừng mùa xuân sau một năm dài đại dịch coronavirus hoành hành khắp thế giới. Nhà sách Tự Lực giảm giá từ 20% đến 60% tất cả các loại sách, CD, DVD cho khách hàng mua online, mua tại nhà sách hoặc mua qua phone. Độc giả mua trên 100 Mỹ Kim tiền sách hoặc trên 100 Mỹ Kim tiền CD, DVD sẽ được free shipping trên toàn nước Mỹ, ngoại trừ Alaska, Hawaii và Guam. Chương trình giảm giá bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 năm 2021 đến ngày 10 tháng 5 năm 2021. Địa chỉ của nhà sách Tự Lực là 14318 Broker Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại số miễn phí để quý độc giả gọi vào mua sách là 1888-204-7749, 1888-204-7749 và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Đồi Fanta của nhà văn Duyên Anh. Nhận xét về tác phẩm Đồi Fanta, nhà văn Oliver Todd viết như sau. Nhà văn Duyên Anh được mệnh danh là nhà văn của thiếu nhi. Duyên Anh đã cho xuất bản khoảng 50 tác phẩm lớn, gồm tiểu thuyết, biên khảo và thơ. Trước khi Sài Gòn mất năm 1975, Duyên Anh đã mô tả sự chán trường và nỗi cô đơn của tuổi trẻ Việt Nam. Và ông vẫn đang tiếp tục công trình này. Thời đó, ông chỉ trích Hoa Kỳ và đồng thời chống đối Cộng sản. Cộng sản Việt Nam liệt ông vào một trong 10 tên biệt kích văn nghệ nguy hiểm nhất. Tác phẩm của ông bị cấm, ông bị bắt giam mà không tuyên án. Chỉ được trả tự do vào năm 1981 nhờ sự can thiệp của văn bút và ân xá quốc tế. Tác phẩm Đồi Fanta của nhà văn Duyên Anh cân nhắc trên mọi lĩnh vực, chẳng mấy chốc sẽ là một thứ Alexander Solzhenitsyn của Việt Nam. Thưa quý khán giả, tác phẩm Đồi Fanta của Duyên Anh hiện đang được bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Broker Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại để quý khán giả gọi vào mua sách là 1888-204-7749, 1888-204-7749 và 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Chia tay ý thức hệ của Hà Sĩ Phu, bao gồm 3 bài tiểu luận của một trí thức sinh ra, lớn lên và được đào tạo trong môi trường xã hội chủ nghĩa cộng sản, nhưng lại dứt khoát chia tay ý thức hệ cộng sản để đấu tranh cho dân chủ tự do của dân tộc Việt Nam. 3 bài tiểu luận gồm có bài thứ nhất, dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ. Bài thứ hai là đôi điều suy nghĩ của một công dân và bài thứ ba là chia tay ý thức hệ. Thưa quý khán giả, cuối thập niên 1980, trong bối cảnh khối Cộng sản Đông Âu và ngay tại cái nôi của chủ nghĩa Cộng sản quốc tế bị sụp đổ là Liên Xô, thì ở Việt Nam xuất hiện lén lút bài viết với tựa đề dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ do một người viết ký tên là Hà Sĩ Phu. Lúc bây giờ tại hải ngoại, những người thao thức với tình hình Việt Nam nói với nhau rằng Hà Sĩ Phu là ai? Phải chăng cách đặt tên Hà Sĩ Phu có nghĩa là Sĩ Phu Bắc Hà, tức là Sĩ Phu của đất Bắc? Nhưng mà sau này người ta mới biết rằng Hà Sĩ Phu là bút hiệu của một người tên thật là Nguyễn Xuân Tụ, hiện sống tại Đài Lạt. Ông là một người trí thức của Việt Nam. Trong những tác phẩm của ông viết, đặc biệt là tiểu luận dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ, cho thấy rằng ông là người lúc nào cũng thao thức với sự sống còn của đất nước Việt Nam
và ông đã nêu lên được những cái điểm nổi bật của một đất nước bị chủ nghĩa cộng sản và đảng cộng sản cai trị. Tác phẩm Chia tay ý thức hệ của nhà Hà Sĩ Phu hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Grove, California 92843. Điện thoại miễn phí để quý khán giả gọi vào Tự Lực mua sách là 1888-204-7749, 1888-204-7749 và số điện thoại trực tiếp là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả sang muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888-204-7749 hoặc ghé trang nhà tự lực mo.com.